Lợn 6-70 cân bỏ ăn đến 2 phần 3 và kéo dài đến tận 4 ngày, không chết. Anh chủ trại quả quyết đấy là tai xanh. Anh có sử dụng phác đồ điều trị tai xanh nhưng không khỏi. Và chúng ta sẽ đi theo cái câu chuyện này, trại của anh nhé. Ngay kể cả cái cách thiết kế chuồng trại là lỗi rồi. Chăn nuôi thì không ai làm dưới thấp cả. Làm dưới thấp nó tụ khí, nó không thoáng. Còn lợn nó dễ ốm. Tổng bây giờ là bao nhiêu con? Đỡ em hơn 80 thì em nuôi ít chứ mà. Thế còn nuôi nhiều đâu. Hơn 80 mà còn ít. Tính ra đổ ra bây giờ một ngày giờ đấy. Chưa hết được nửa cái bao cám. Làm vaccine tai xanh loại gì? Tai xanh thì thật ra là làm cái loại của mình thì thôi. Chứ không làm Rieger. Bị như thế này lâu chưa? Mấy ngày hôm rồi? Nay là ngày thứ 3, thứ 4 ấy. Ngày thứ 4. Nhìn như thế này thôi là nó có hai loại thôi. Hoặc là tai xanh hoặc là dịch tả châu Phi thôi. Nếu như dịch tả châu Phi thì con lợn nó không có nhanh như thế này nữa. 3-4 ngày rồi. Bắt đầu nó ăn sụp hẳn xuống đúng ăn không? Đúng rồi. Đây một bao cám đổi tú hôm qua rồi chưa hết. Nó ăn sụp hẳn xuống. Sau đó là con lợn nó rất là chậm. Nó sốt hồng. Có ho. Có thi thoảng có con ho. Thi thoảng có con ho. Nước tiểu thì nó cũng không có vàng quá. Mùi thì cũng chưa đến nổi là khét. Mà cái mắt của nó là cái mắt nó vẫn nhanh chứ nó không có chậm. Cái biểu hiện như thế này này là biểu hiện của tai xanh rất là đặc trưng. Đây như chuồng bên này nó cũng vậy, giống nhau thôi, giống nhau tất mà. Đấy bầy mà. Này ăn bỏ ăn chắc là phải 3-4 ngày rồi. Đấy 3-4 ngày đây, bây giờ coi như đấy nhá. Từ hôm qua đây là bây giờ mới còn bấy nhiêu. Thật ra là đàn này thì có con nó vẫn ăn mạnh, có con nó vẫn đúng gọi là yếu. Đấy có con này thì ho. Khi kiểm tra bầy heo 6-70 cân thực sự rất giống biểu hiện của tai xanh, cho đến khi anh dẫn mình sang chuồng heo con mới bắt về. Ở dưới này có bị không? Dưới này thì thật ra nó cũng đang nằm xẹp hết đây. Ôi chăn nuôi kiểu đếch chị mà một cười đấy. Đây giờ đang bơi. Ôi lôi con kia ra tao mổ luôn. Kiếm con dao ra đây. Hay là dính mẻ dịch tả châu Phi thì cũng nên. Lôi đây. Lôi con dao. Sợ dính tả châu Phi mẹ thì đất thứ. Đây để ý này. Chân xưng khớp này. Người có những con nó cứ sứt này. Đoán xem nó là cái gì. Lợn trại đây. Bắt lâu chưa? Dạ bắt lâu chưa? Đấy là đây anh em vừa mới bắt cách đây mới được khoảng mười mấy ngày, 12-13 ngày. Đàn này là đàn bắt sau cùng rồi. Lần nào mày gọi anh cũng rất hết cả mình. Đấy, cái đàn này là đàn bắt sau thì cái món kia là bắt trước hết. Đấy, nhưng đàn này là đàn bị bắt sau này bắt đầu nó bị dính thì sang bắt đầu lây sang cái đàn đấy. Ấy. Thế thì em ý lo chứ còn không thì em về tay xanh kia thì em điện thì hỏi anh ấy là bỏ ăn hay như thế nào thì mình còn biết đường á. Đời này bị hôm nay chính xác là được 12-13 ngày. Không con này còn chết thứ mấy gì. Lách tăng sinh, con này nó sẽ chưa kịp đen. Con này chỉ cần để đến sáng mai nó đen đâu. Anh nhiễm trùng huyết rất là nặng. Không còn cơ hội đâu. Dính dịch tả châu Phi rồi. Chán đời. Đây lợn này là lợn ông anh không biết bắt ở đâu về đây. Sao liều thế nhỉ? Đây. Bắt về bao nhiêu tiền một con? Ông này ông bắt có 1,1 triệu thôi. Đây đàn em bắt 1,3 triệu đây này. Đây bắt đàn này là 24 con. Đấy đàn này bây giờ là dính tất tần tật luôn. Tất hết dính hết. À, con này sẽ rất rõ. Cho nó thôi đành phải chấp nhận thôi chứ chẳng biết làm cách nào được. Con này thì sốt nặng bỏng bong bong à. Con này thì chả sống. Dính hết à? Lách sung huyết hết. Có cả tà cổ điển luôn. Những cái vết như thế này này. Đấy con kia bắt đầu sốt rồi. Những cái vết như thế này này. Những cái vết mà cái chân của nó cứ sứt ấy. Mà nó không có lành được. Thì đấy là một trong những dấu hiệu đặc trưng của nó. Ngơ đi nốt đấy, những cái vết lép lép như thế đấy, chân vết lép ở chân con kia kìa, rất là rõ kìa, rất là rõ. Em đi xét nghiệm thì cái bầy này tỷ lệ dính là 100% rồi, không nói làm gì cả. Đây này, những cái vết lép này nhiều lắm.
Đấy, đấy. Nó cứ lét 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 ở đấy. Mà nó không khỏi được. Nó không lành, không liền được. Đây là bầy này là bác ấy bắt hả? Bầy này đấy, bầy đấy là anh ấy bắt, bầy này là em bắt xong rồi là đây xong về này. Xong là những con khỏe là vứt sang bên về này. Ai dạ. À, những con khỏe là vứt sang chuồng bên này thì là dính hết. Đấy, thế đây em vừa về đành, em vừa về làm thêm hai cái giấy này để mai kia để hạn như mình tính là những con ốm yếu mình đẩy sang bên này. Đấy, như thế này bây giờ như thế này là cũng chẳng có gọi là kịp được nữa. Không làm được gì đâu, quét hết đi để mà tiêu độc khử trùng để xong rồi chiến đấu tiếp. Căn nguyên của vấn đề là bắt có hơn 10 con heo không rõ nguồn gốc, sau đó bầy những con heo khỏe ở ô đấy lại chuyển sang ô bên cạnh và nó lây ngược lên hết cả bầy heo to. Thất thoát của vụ này là không thể đong đếm, tầm cỡ hơn 200 triệu. Vậy đến khi nào chúng ta mới hòa được gốc đây? Mình đã nói tâm sự với các bạn rất nhiều trên livestream. Khi các bạn bắt con giống, thứ nhất là phải có hợp đồng rõ ràng. Thứ hai là con giống phải rõ nguồn gốc. Cái thứ ba về phải cách ly đủ 28 ngày. Và tiện đây mình cũng thông báo với các bạn cái kết quả nghiên cứu của thầy Phan được một tờ báo rất nổi tiếng trên thế giới họ công bố. Hai chủng dịch tả heo châu Phi, một chủng độc lực cao, một chủng độc lực thấp, nó tổ hợp với nhau tạo thành một chủng mới và làm cho cái quá trình chẩn đoán kể cả về mặt mổ khám lẫn kết quả ở phòng thí nghiệm sẽ có rất nhiều độ sai khác rung lắc. Các bạn hãy cẩn thận tối đa